Hello, xin chào mọi người đã quay lại với cửa hàng Mắt Kiến Thái Quang. Thì hôm nay bên em sẽ làm cái cặp chồng Axolotl Pháp ha vào cái gọng Rolex này. Thì cái đây là một cái sự combo kết hợp rất là tuyệt vời giữa cái chồng Transition Gen 8 thế hệ mới nhất đổi màu của chồng của dòng chồng Axolotl cao cấp ha của bên Pháp. Đây là cái bao chồng đổi màu khói rất là đẹp ha. Thì cái này nó sẽ chống được chống được tia cực tím cao và chống được tia xanh ha. Đó. Cái thứ hai là sẽ giúp cho mình hạn chế bị lão hóa mắt ha, chống cườm mắt rất là tốt. Đó. Thì cái nên mọi người có thể yên tâm sử dụng cái chồng cao cấp Axolotl Pháp này ha. Thì cái chống tia xanh thì Liêm sẽ quay sau khi làm xong thì Liêm sẽ thử cho mọi người xem ha. Thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ về dây vậy. Còn cái mọi người muốn tìm hiểu kỹ về cái chồng Axolotl Pháp này thì mọi người có thể lên kênh của Liêm và tìm hiểu nha. Tại vì Liêm đã có làm một cái clip riêng chuyên để nói về cái dòng Axolotl Pháp nha. Còn đây là cái gọng mà Liêm sẽ ráp cái cặp chồng này vào cái gọng này luôn. Đó, mọi người coi thấy rất là đẹp đúng không? Đó, mặt trước gọng, mặt sau gọng ha. Đó, là hai bên. Đó, những cái thông tin rất là chi tiết sắc nét ha. Đó, mọi người coi đây. Đó, coi tận mắt tại vì Liêm quay rất là sát để cho mọi người thấy được cái vẻ đẹp của cái gọng nó như thế nào. Đó, rồi, như thế nào rồi. Đó, rất là đẹp nè, như vậy. Đó, một cái kính rất là hoàn hảo ha. Đó, đây, ngay cả những cái khu vực nhỏ mà ở đây mọi người cũng sẽ thấy được. À, những cái chuyện nhỏ mà chỉ có những cái cây kính mà mắc tiền thì người ta mới sử dụng những cái công nghệ cao để được in khắc vào những cái gọng kính đầy đủ ha. Những cái chi tiết này đã được khắc nha. À, hoàn hảo đến cả từng con ốc luôn nha mọi người, và được dập nổi đây ha, được dập nổi mọi thứ ha. À, được dập nổi mọi thứ. À, được dập nổi rồi. Như vậy thì mọi người đã Liêm sẽ làm ráp cái chồng Axolotl Pháp này vào cái gọng kính này nha. Đó, mọi người hãy theo dõi giúp Liêm, sau khi Liêm làm xong thì Liêm sẽ quay cho mọi người xem và Liêm thử luôn được cái độ đổi màu của nó ha. Cái thứ ba là cái tính chất chống tia xanh của nó như thế nào. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trước, mọi người chờ phần 2 nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vậy là Liêm đã làm xong cái gọng Axolotl Pháp ha, Gen 8 ha, vào cái gọng Rolex này ha, mọi người coi ha. Bao bì của sản phẩm cái cặp chồng đây. Đó, mọi người coi rất là đẹp ha. Đây, và đây là cái khăn và cái thẻ đầy đủ giống như hồi nãy Liêm giới thiệu ở đầu video, nhưng mà Liêm muốn giới thiệu lại cho mọi người xem ha. Vậy thì Liêm bỏ qua cái này qua một bên. Sau khi Liêm lắp ráp xong cái chồng này, mọi người coi cái chồng cực kỳ trong ha. Đó, một cây trong. Cái thứ hai là cái lớp ván rất là đẹp. Đó, tại cái môi trường sáng này thì mọi người sẽ thấy khó thấy lớp ván, nhưng mà một chút với Liêm sẽ tắt bớt cái ánh đèn thì mọi người sẽ thấy cái lớp ván nó rõ hơn. Hai là cái chồng kính này khi mà Liêm mài ráp thì Liêm sẽ cảm nhận được là nó rất là cứng cáp ha, nó cực kỳ cứng cáp luôn. Cái chồng này rất là, tuy nó mỏng nhưng mà nó chống chày có thể là gấp 2, gấp 3 lần so với những chồng kính khác trên thị trường, tại vì nó là cao cấp mà ha. Hai là cái lớp ván của nó cũng rất là tuyệt vời ha, nhưng mà nó có chống tia xanh luôn. Đó, và đổi màu thì chống tia xanh như thế nào thì Liêm sẽ biểu diễn cho mọi người xem nha. Đó, nhưng sẽ chọn, không phải gọi là biểu diễn, chỉ là nói là để cho mọi người biết thôi, bằng cái đèn này ha. Đó, mọi người coi này. Đó, nó cắt hết thấy không. Đó, nó cắt hết và nó lên màu luôn, lên màu rất là nhanh đúng không mọi người, thấy không, lên màu rất là nhanh. Đó, rất là nhanh. Đó, mọi người coi sẽ hoàn toàn sẽ giống như một cái kính kính đen luôn. Đó, mình sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Đó, và rất là đậm luôn nha. Đó, mọi người thấy không, thì những cái chồng kính này thì nó lên màu rất là đậm nha, cực kỳ đậm và đẹp, thì nó sẽ làm cho cái kính mình giống như là một cái kính mát vậy đó, vừa đi ban ngày và vừa đi ban đêm rất là ok và tuyệt vời. Đó, mọi người sẽ phân biệt được. Đó, như vậy thì mọi người sẽ biết được tại sao là một cái chồng nó cao cấp á, nó mắc tiền thì nó có cái giá trị gì mình nhận được ha. Đó, một cặp chồng mà mọi người thấy đó, giống như một cái kính mát, một cái kính trắng để mình đi ban đêm và một cái kính mát đó để đi buổi tối đây, và cái lớp ván của nó rất là tuyệt vời nha. Đó, khi mà mình càng chiếu nhiều càng đậm thì nó sẽ lên màu càng đậm nữa, mọi người thấy không, cái độ lên màu đậm của nó rất là tuyệt vời ghê chưa. Đó, thì nó lên màu nhanh và có nhả màu nó cũng nhanh. À,
Nhưng mà chúng ta đi vào một cặp combo này, đó, dừa gọng trồng Rolex này thì sẽ rất là tuyệt vời ha. Cái kính Rolex này Liêm làm cho khách hàng rất là ok. Coi rất là ok ha. Tận nhâm rồi. Vậy thì Liêm đã làm Liêm giới thiệu xong về cái gọng Rolex này, và Liêm cũng đã ráp xong cái cặp chồng Acela Pháp vào vào cái gọng của Rolex ha. Vậy là Liêm đã xong hết rồi. Vậy thì Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Một cái combo rất là đẹp ha, Rolex và một cái Transition 8 rất là đẹp. Rồi vậy thì đó, mọi người coi cái giả màu ha. Trong cái thời gian mà Liêm nói thôi là nó đã giả màu rất là lẹ rồi. Không ngờ mà nó giả màu rất là lẹ luôn. Rồi vậy thì Liêm xin kết thúc cái clip tại đây nha. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.